Rồi à, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh em. Thì cái này là tôi làm việc cái phần 2 của trường ca. Trước khi làm thì có số vấn đề anh em comment tôi có hỏi là anh coi bên Trung Quốc nó có bị cấm bày bán như bên mình không. Thì giờ tôi coi thử ha. Nãy Trung không có gì để bày bán hết. Thì nó cũng bị cấm bày bán như bên mình nha. Nó chỉ cộng mắt tối đa được 20 thôi nè. Nó cho anh em yên tâm đi chứ không phải là Việt Nam nó chơi xấu mình. Nó chơi kỳ quá. Đó là như vậy. Rồi ha. Còn về chuyển vàng bên đây là chuyển có khó không tôi cũng chưa biết nữa. Có một ạc bên đây là đâu có ạc thứ hai đâu mà chuyển với không chuyển. Mà cũng chưa thử lần nào để thử. Mai tôi lên công ty tôi mở máy công ty một cái. Mở iPad một cái. Ừ. Chứ nghĩ là anh em có hỏi mấy cái chữ này là mấy chữ gì đúng không, mấy cái chữ mà khi mà con thiếu viên nó đánh ra nó mấy cái chữ mà bye bye á đó, mấy chữ đó là nó viết cái gì nó thiệt chứ tôi cũng không biết nữa. Mấy chữ này là chữ của cái thời ông Tần Thủy Hoàng á chứ đâu phải chữ giờ được, chữ giờ tôi dịch được chứ không không, nhưng mà mấy chữ đó tôi không biết nó bye bye gì luôn á. Nói chung dịch là được mà phải có từ điển, mà dò từ điển nó khỏi luôn đi, không nào biết tiếng Hoa cũng biết là dò từ điển phê lắm. Rồi mình sẽ nói về cái bí kíp chung ha, không nói dài dòng nữa. Thì khi mà bên đây nó cũng mới ra con viên đá mới nè. Viên đá này về, từ từ nói đi. Nói chung bên này nó ra nhiều đá mới lắm, nó ra thêm một đống đá mới nè, ra đá này nè, nói chung 5-6 viên. Ngày mai làm một cái clip về đá. Từ từ gấp gấp gì để coi có ra bet mới không. Tôi khoái ba cái vụ bet này lắm á, chứ mấy cái vụ bet này cũng vui. Cho mấy anh em mình lên đã xong rồi sống tiếp, lên đã xong rồi sống tiếp. Thì coi nó có trời nạp tiền được, nạp lan tìm lãm luôn, ai cần con đó. Để coi chả có cập nhật gì mới. Nè đây, nó ra rồi, cái này là một clip thì nó ok hơn. Mới ra thêm cái vụ mà quýnh tam chiến là vui lắm. Quýnh tam chiến, tứ chiến, rồi hỗn chiến, rồi từ từ làm sao luôn. Rồi, vậy ha. Vô bí kíp. Không, cái này vô khi bông hoàng nhập. Bí kíp thì trường ca nó chia theo 4 cái luôn. Thì tôi sẽ nói từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đầu tiên là bình sa lạc nhạn ha. Xong rồi tới thanh âm trường kiếm. Xong rồi vân sinh kết hại với lại quan trục nhật nguyệt thiên. Thì để nhắc là anh em, nhắc em cái mấy cái kêu nó là cái gì, cái kêu ở dưới cùng màn hình nó là cái kêu vân sinh kết hải nè, thì cái kêu này là cái kêu bút phục hồi tổn thương cái dòng mà dưới chân mình trung tâm á, cái này phục hồi tổn thương này tôi có hỏi mấy anh em server đây, phục hồi tổn thương là sao, ví dụ giống như Ngami là bơm máu phải không, còn nó thì nó không là bơm máu, nó giống như là khi mà mình ăn đam á cái mình được lại cái phần máu nó lại chứ, nhưng mà một dạng như miễn sát thương đam á, nó ghi chữ chữ phục hồi tổn thương thì mình hiểu vậy đi. Nói cái này cái chiêu phân sinh kích hại. Thì cái chiêu này là cái chiêu búp gọi là dưới chân mình nè. Khi mà đồng đội trong cái này mà trong cái vòng này cũng được búp ké luôn. Thì cái chiêu này nó cũng giống như thiên vũ bảo lưng của Ngami. Nó vừa tăng tấn công cho bạn, tăng kháng tất cả cho bản thân, phục hồi từ cơ bản đó. Đồng đội cũng được luôn mà đồng đội được ít. Rồi mà cái này ai mà ai không có nói lại, ai mà chưa coi thì coi phần 1 thì sẽ rõ. Ừ, tôi để link ở dưới luôn ha. Vân sinh kết hại là cái chiêu này, là cái chiêu vân sinh kết hại. Còn cái chiêu này là bình sa lạc nhạn nè, bắn một làn sóng âm năm đường đó, bắn cái gì đó, cái đó bình sa lạc nhạn. Rồi cái chiêu nó làm sao cũng tự coi clip luôn. Còn cái này là thanh năm trường kiếm nè, bắn ra năm cái chữ, nó bắn ra năm cái chữ vô người mình. Còn cái chiêu này là cái chiêu gian trục nguyệt thiên. Nó cái chiêu này là vừa đánh được trong cái vòng mà vừa búp được trong cái vòng, ai mà vô cái đồng đội vô cái vòng này búp được, giống như cái thiên vũ bảo luân của Ngami đó. Rồi xong, dài dòng quá. Rồi cái bí kíp đầu tiên là bình sa lạc nhạn. Bình sa lạc nhạn thì nó tăng 50 điểm bỏ qua né tránh và 50 điểm chính xác ở cấp 1/10. Cái quên, nếu mà đúng theo kịch bản là mình phải soi ngoại trang đúng không? Đúng rồi, đúng theo kịch bản phải soi ngoại trang. Thì ngoại trang bây giờ nó ra nhiều bộ đồ mới lắm. Cái bộ của trường ca nè, đó là cái bộ mà
trong tốn tiền mua nó để coi màu nào đẹp, màu đỏ đẹp, màu nào cũng đẹp hết. Còn cái này là bộ thứ hai, tại vì giờ bây giờ mà ngoại trang á, nó đưa vô một cái khung khác luôn, thì cái bộ mà mấy cái bộ mà mua bằng tiền này nè, tiền ngân sức á, thì nó chưa có của trường ca, để đưa dò thử coi có không. Chỉ có mấy cái bộ này là bộ mùa đông nè, đó hay bộ mùa đông. Còn cái bộ này, cái bộ mới vô không, cái này khác, cái này là mới nạp thẻ nó vô nó cho nè. Nó còn cái bộ này là cái bộ bộ cũng 3k mấy á, giờ nó không cho mua bằng vàng nữa. Sau này anh em nào đó nó không có cho mua nữa. Anh em nào có sở thích mà gọi là điệu điệu chút xíu á, con gái mình cũng nói với con trai mình điệu điệu chút xíu, mình mua liền đi, sau này nó không cho mua bằng vàng nữa, nó bắt mình bỏ tiền mặt ra mua luôn đó. Đó thì cái này nói cho anh em biết trước, mất công sau này khổ thêm. Rồi đó, xong mà mình sẽ soi, mình tự quýnh đi, đang trên có lửa. Mình sẽ soi đồ của tớp, thì xong tớp lập chiến bên này thì thấy trường ca thì nó không được ưu ái cho mấy. Hai cái phái mới thì thấy không được ưu ái cho mấy, người ta vẫn chuyển lên phái cũ. Đa phần thì vẫn là ngũ độc và cái bang thôi. Nó ngũ độc cái bang Thúy Yên, ngũ cái bang Thúy Yên và nhiều Võ Đan nữa. Đó thì giờ vô môn phái là trường ca. Trường ca thì đâu, cái người đầu tiên là lực chiến 5 triệu, 5 tỷ, không biết 5 tỷ, 5 triệu nó đếm coi. 5 triệu lực chiến, chưa tới 5 tỷ. Đó thì cái bộ ngoại trang này không biết bộ bực mấy luôn. Mấy người này toàn mặc ngoại trang không, hình như là không phải rồi. Là nó luôn á, nhìn cái hai cái hình giống nhau. Này cái bộ bực 10 nè. Đó, bộ ngoại trang bực 10, soi 10 ông tớp thôi chứ chung. Ồ, thế là kinh nhật. Đẹp chứ, ngoại trang đẹp chứ. Mấy bộ cấp 10 đẹp lúc nào cũng đẹp. Soi nè. Đó, cây quạt mắc cười. Quạt giống như ghim hai cây lại. Còn cây này. Nói chung là toàn mặc đồ cấp 10. Rồi. Ngoài này top 6. Top 6 bộ này cũng đẹp. Nói chung tôi cũng chả biết bực mấy nữa, chứ giờ có chơi thử đâu mà biết. Thì cứ coi đi, nếu mà trùng anh em bỏ qua, nếu mình xong ngoại trang hết thôi. Rồi, soi hết top 10 rồi đó. Thì nói chung là đồ cũng đẹp, nhưng mà nó chả hở hang chút nào, nhìn chán đời thêm. Rồi xong rồi, soi xong rồi, giờ mình cũng có bí kíp mình nói tiếp. Nói chuyện hồi nhỏ anh em thông cảm nha. Giờ khuya rồi, 2 giờ mấy sáng. Đó thấy không, được 1 giờ rưỡi chứ tư tới 2 giờ. Rồi cái chiêu thanh năm trường kiếm thì thanh năm trường kiếm nó tăng cho mình 50 điểm bổ qua né tránh và 50 điểm bổ kích ở cấp 1. Rồi dân sinh kích hải là cái chiêu mà bút bút dưới chân mình á. Thì cái chiêu này nó ghi là mỗi mỗi nửa giây tăng tăng cho mình là 300 điểm phục hồi sinh lực. Cái này không biết có phục hồi đồng đội không, để đọc trên nữa coi. Hồi cho bản thân và đồng hồi cho bản thân thôi chứ không có hồi cho đồng đội, thì bản thân mình sẽ được thêm cái phục hồi sinh lực 300 điểm ở cấp 1. Ở cấp 2 đó là cái này là gian chung trục nguyệt nè, nâng cao 2% tấn công từ cơ bản nè. Giờ mình sẽ soi đồ của coi thử cấp 10 trên 10 nó là gì nha. Rồi kiếm nãy giờ thì chỉ có cái ạc này là nâng được 3 cuốn, có 1 cuốn lên 30 và lên trung cấp rồi. Thì trung cấp này để sau cho clip sau đi, clip này là chỉ giới thiệu cái bí kíp, chi tiết bí kíp thôi. Thì như cũ ha, bình sa lạc nhạn trước. Bình sa lạc nhạn thì cái bình sa lạc nhạn ở cấp 10 trên 10 á, thì nó nâng cao cho 100 điểm bỏ qua né tránh và 300 điểm chính xác. Né tránh thì bỏ qua né tránh thì ít hơn. Hồi nãy ở cấp 1 thì 50 chỉ lên được có 100 thôi. Còn bỏ qua né tránh thì 50 lên tới 300, nó lên gấp 6 lần. Thì tỷ lệ bên DK là 1-2, còn tỷ lệ của né tránh
bỏ qua né tránh là 1-2 đó, còn chính xác thì 1-6. Thanh năm trường kiếm, thanh năm trường kiếm nó lên cuốn chung mà đúng không? Thì ở trên đây nãy có coi sơ qua thì bà này lên thanh năm trường kiếm ở cấp 10 trên 10 á, thì nó nâng cao cho mình là 50 điểm bỏ qua né tránh, vẫn là bỏ qua né tránh nha. Và 50 điểm bạo kích. Bạo kích như vậy, tỷ lệ bạo kích là 5 ấy 100 điểm, lùng lùng lùng. 100 điểm bỏ qua né tránh và 100 điểm tỷ lệ bạo kích, thì ở này ở cấp 1 thì nó lên 50 thôi. Hai bên đều là 50 hết. Thì sao cái này là chắc kiên về để coi bí kíp nó tăng gì. Thể chất 30, né tránh 22, lực cái gì sức mạnh thì là tăng 15, còn bạo kích thì bạo kích nó thấp quá mà tại sao nó tăng tỷ lệ bạo kích kỳ vậy ta? Chủ yếu phái này là sinh lực cao nè, được cái máu trâu, né tránh là tầm trung bình, đam mà cũng trung bình yếu, né tránh linh hoạt cực kỳ thấp luôn mà nó tăng cái gì ngộ vậy ta? 100 điểm bỏ qua né tránh, à hiểu rồi, chính vì đam thấp mới nó bỏ qua né tránh thì đam nó sẽ gác hơn. Với lại cái bạo kích thì nó tăng cái bạo kích giấy của nó lên, nói chung mà phải là chỉ là hỗ trợ thôi chứ không có cái vụ mà, thì nó chỉ là phải hỗ trợ tấn công thì nó không nha mi mà được cái trâu bò chứ chả có đam, nó cũng vậy, nó được cái trâu bò chứ không có đam. Rồi tiếp là phân sinh kết hại, phân sinh kết hại buồn ngủ quá quý vị thông cảm. Vân sinh kích hải thì mát thì nó tăng cho mình là 3 600 điểm phục hồi sinh lực, thì nãy ở cấp 1 trên 10 thì là chỉ là 300 thôi, còn bây giờ ở 10 trên 10 tăng 600 phục hồi mỗi nửa giây, mỗi một giây, mỗi giây phục hồi 600 điểm sinh lực chứ không phải mỗi nửa giây, nhà một giây được 600 điểm sinh lực. Vân sinh kích hải mà cái chiêu này đấy coi, vân sinh kích hải duy trì không có ghi duy trì mấy giây, đi giây đi lấy 30 giây nhưng mà không ghi duy trì mấy giây, duy trì 8 giây, 8 giây thì nó cũng nâng được một khối sinh lực cao. Ủa nãy cái con này hạng mấy ta, à đây nó đây nè. Rồi cái chiêu cuối cùng mà gian chung trục nguyệt nè, gian trục nguyệt thiên chứ lộn, Giang trục Nguyệt Thiên ở cấp 10 trên 10 là nâng cao 200 điểm tỷ lệ bạo kích, ấy nâng cao 20% tấn công cơ bản. Hồi nãy gì sơ cấp thì chỉ có 2% thôi, còn nâng lên 10 trên 10 thì nó là nâng cao 20% tấn công cơ bản. Ngủ anh em thông cảm nha. Rồi thì cái clip này nói tới đây thôi, à sắp tới nó có vượt ra cái vụ mà vui lắm, thì có nó có quảng cáo là ra cái vụ mà anh có anh em là chơi Liên Minh Huyền Thoại không, sắp tới mình sẽ có vụ mà giống như quýnh trụ như vậy đó, quýnh 6 trên 6 rồi tăng trụ như vậy đó, rồi chia phái ra phái nào thủ trụ, phái nào tấn công, rồi phái nào hỗ trợ tấn công, thì để coi nó ra coi làm sao để tôi phổ biến anh em sau. Hoặc anh em nào muốn thống tin mới nhất thì subscribe, tôi không có gọi là kêu gọi gì, clip kênh tôi chỉ gọi là mang tính chất chia sẻ, mà nếu mà anh em cần gấp quá thì anh em subscribe thì sẽ nhận được tin khi mà tôi đăng lên liền. Còn anh em nào mà vô trễ quá nó, dù bây giờ mà có anh em mới comment mấy cái ban ngũ độc này thôi, khi mà nó về Việt Nam nó sẽ fix lại cho sau này, nó báo nó fix lại hay gì đó, đó thì cũng ra rất là lâu rồi, cho nên là cho mấy anh em nó thông cảm, có góp ý nhẹ nhàng chút xíu, đừng chửi thề nó tục này nọ kỳ lắm. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh em nha, tôi là Chuông tới từ kênh là Chuông Cà Liêu.